Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Itu Mobile. Đây chính là thứ hot nhất trong ngày hôm nay, Apple AirTag phiên bản 4 pack. Các bạn thấy xịn sò không ạ? Và giá bán của nó ở bên Sing thì sẽ là 149 đô. Pack 4 như thế này thì nó quy đổi ra cũng khoảng toàn là 99 đô của Mỹ thôi. Thế nhưng mà khi đưa về thị trường Việt Nam thì mức giá của nó sẽ bị đẩy lên đôi chút. Và nếu các bạn đang quan tâm đến AirTag thì có thể tham khảo tại Itu Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới và mô tả của video. Thì bóc ra bên trong đây chúng ta sẽ có 4 pack đó, và Apple sắp xếp cũng rất là hay nhá, mở ra như quyển sách này, xong rồi mở ra nữa, đây là 4 pack của chúng ta. Thì đã có một pack mình lấy và kích hoạt ra rồi, đây chính là chiếc AirTag. Thì nó cũng giống như trên video của Apple thôi, các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ có hình dạng tròn tròn như thế này, có thể coi nó giống như một chiếc cúc áo phiên bản phóng to chẳng hạn. Màu trắng, bên đây thì mặt nhựa, bên này thì sẽ là mặt kim loại. Thế nhưng bạn sẽ lưu ý nhá, đã có một số những diễn đàn ở bên nước ngoài chia sẻ về việc là cái chiếc AirTag này rất dễ bị chảy, nên khi mà sử dụng các bạn nên bảo quản nó thật kỹ nếu muốn nó đẹp và bền bỉ theo thời gian. Cái nữa đó là với sản phẩm này nó sẽ có tiêu chuẩn kháng nước bụi bẩn IP67, nên các bạn cũng sẽ yên tâm không lo lắng đến việc là nó sẽ bị chết bởi khi mang ra ngoài mà nhớ máy dính nước mưa, không bao giờ phải lo. Pin của sản phẩm này thì sẽ được 1 năm theo như Apple công bố, và để thay á thì bạn sẽ nhấn nó xuống một chút và xoay theo hướng ngược kim đồng hồ và mở ra. Bên trong chúng ta sẽ có một quả pin đến từ Panasonic với mã là CR23-2032. Thì quả pin này các bạn cũng sẽ rất dễ dàng để mua ở bên ngoài, rất dễ mà thôi. Và mình sẽ lắp và tiến hành kết nối tới chiếc iPhone nhé. Và để có thể kết nối AirTag thì chúng ta chỉ cần để gần lại một chiếc iPhone, nó sẽ tự động hỏi các bạn có muốn kết nối hay không thì bấm vào kết nối. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đây cho mình đó là cái món mà các bạn sẽ muốn gắn AirTag này. Ví dụ như các bạn muốn để nó vào hành lý này, để vào máy ảnh này, hay là các bạn muốn để nó chung với chìa khóa, thì ở đây mình sẽ chọn là chìa khóa. Các bạn bấm tiếp tục, và tiếp tục nó sẽ thiết lập kết nối tới chiếc AirTag của chúng ta. Rất là đơn giản mà thôi, cách kết nối của nó y chang như là việc các bạn kết nối đến những chiếc Apple AirPods vậy. Sau khi mà chúng ta đã kết nối xong thì nó sẽ hiển thị ở đây, xem ở trong cái ứng dụng đó là Find My, các bạn sẽ có ở đây đó là AirTag. Thì khi mà bấm vào nó sẽ lên một số những tùy chọn liên quan đến việc là thông báo này, hay là phát âm thanh để các bạn có thể tìm kiếm này, hay là tìm ở chế độ gần, và chúng ta có thể bật chế độ mất để có thể tìm kiếm ở bên ngoài. Và trong trường hợp nếu như các bạn làm rơi cái thiết bị AirTag này ngoài đường chung với ví hay là chung với ba lô, hoặc là các bạn bị giật mất đồ, thì cái chiếc AirTag này nó sẽ tự động tìm kiếm tới những cái thiết bị Apple ở xung quanh, ví dụ như iPhone hay là iPad, để nó sẽ gửi tín hiệu qua những thiết bị đó, và những thiết bị đó khi mà có kết nối mạng nó sẽ gửi dữ liệu lên Apple server, và từ server thì sẽ đưa dữ liệu đó về máy của chúng ta, và các bạn có thể tìm kiếm thông qua Find My một cách rất dễ dàng. Đây thì mình sẽ thử phát âm thanh. Khá là to đấy, và nó đủ cho chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm khi mà trong khu vực nhà. Hoặc là nếu như các bạn làm để quên nó ở một khe nào đó, để quên nó ở trong ba lô hay là để quên nó ở đâu đó, thì hoàn toàn có thể bấm vào tìm kiếm và nó sẽ tự động tìm cho chúng ta xung quanh. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì khi mà mình đang ở cạnh rồi thì nó sẽ ở tại đây. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta để nó ở một vị trí nào đó thì nó sẽ chỉ hướng cho chúng ta tới là còn bao nhiêu mét rồi, sắp tới hay chưa, và khi nào tới thì chiếc máy điện thoại của chúng ta nó sẽ rung lên thông báo là cái AirTag đang ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Find My ra, bấm vào hình chìa khóa ở đây, tức là vừa nãy mình có gắn cái AirTag này với Smart Key ạ, chìa khóa thì nó sẽ hiện chìa khóa. Bấm vào tìm này, và các bạn sẽ đưa qua đưa lại một chút để nó có thể xác định phương hướng. Đây, nó đã hiện lên mũi tên. Bây giờ thì mình sẽ đi theo cái mũi tên này ở bên phải, còn cách 4 mét nữa phía trước, còn cách 1 mét và bên phải phía trước 0 mét đang ở gần. Các bạn thấy không ạ? Nó quá bá đạo luôn. Đây là một trong những tính năng mà mình cực kỳ thích trên chiếc AirTag này, và với mức giá của tầm 900.000 thì rõ ràng nó hoàn toàn xứng đáng để cho chúng ta gắn lên những cái thiết bị mà các bạn muốn tìm kiếm một cách dễ dàng. Đó. Và tất nhiên nó sẽ không đi kèm theo những cái móc để đeo vào chìa khóa hay là tất cả những thứ khác nha, mà các bạn sẽ phải mua khi mà mua AirTag này.
Và trên đó là video mình trên tay cũng như là chia sẻ đến các bạn về chiếc Apple AirTag, một thiết bị mà mình cảm thấy nó cực kỳ hữu ích nếu như các bạn đang sử dụng chung với những cái thiết bị ở trong hệ sinh thái của Apple. Và các bạn thấy sao về AirTag và mức giá khoảng tầm là hơn 900.000 ở thời điểm đầu khi mà về thị trường Việt Nam, có phải là đắt hay là không? Xin comment để ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Và nếu như mức giá mà quy đổi ra thì giá bình thường nó cũng đã gần 800.000 rồi. Và ở thời điểm ban đầu này mà 900 thì mình thấy nó cũng hợp lý. Và sau một khoảng thời gian nữa khi mà những thiết bị AirTag về nhiều, mình tin rằng nó sẽ có những mức giá còn tốt hơn cho anh em. Còn video này dừng lại tại đây. Các bạn có thích đừng quên để một like, share và subscribe YouTube của Itomobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.